Hello mọi người, nhất là những người sinh năm 1978, tuổi Mậu Ngọ, cũng giống mình đó. Đây là clip mà anh làm về 6 tháng cuối năm Đinh Dậu 2017, của 6 tháng cuối năm Mậu Ngọ 1978. Nếu mọi người thấy hay thì xin like và share video cho nhiều người cùng tuổi Mậu Ngọ được xem và có ứng dụng phong thủy tử vi tốt cho 6 tháng cuối năm của mình. Thì trở lại với tuổi Mậu Ngọ, thì năm nay tuổi Mậu Ngọ thì vẫn còn trong tam tai Dần Ngọ Tức, thì tam tai 3 năm. Năm nay là năm thứ hai của Mậu Ngọ, và cũng chỉ dướng tam tai Mậu Ngọ, không dướng Hoàng Ốc hay không dướng Kim Đầu. Thì dướng tam tai thì vẫn có thể xây dựng nhà cửa, không có ảnh hưởng gì cả. Rồi xét nội tại của cái tuổi này thì can chi của năm sinh ấy, thì được có một cái can mậu, can của chữ mậu thuộc hành thổ, mà hành chi của tuổi ngọ, chi của ngọ là thuộc hành hỏa, mà hỏa sinh thổ, đó là người này là được được cái chi tương sinh can, là có nghĩa là cái ngọn nuôi dưỡng cái gốc rễ, là sự sinh ngược với tự nhiên nhưng vẫn là tốt ha. Những người này thì thường đó là không có sự may mắn gốc, mà gốc ngọn sinh gốc, cho nên là những người này thường thì không được có may mắn ở tiền vận, tức là sau 30 tuổi thì họ mới bắt đầu nhận được cái sự may mắn trong cuộc sống, hoặc là thay đổi tích cực hơn, chứ còn thường thì những người này là có cuộc sống tiền vận là không may mắn. Và sau cái tuổi 40, sau cái tuổi sau cái năm nay, thì cái người của tuổi này thì sẽ được có sự may mắn thường đến với bạn, không phụ thuộc vào chính bản thân mình. Nhiều khi trong cuộc sống nó nói là Mậu Ngọ gặp trắc trở nhiều, nhưng Mậu Ngọ cũng là một trong những cái tuổi được được nhờ sự giúp đỡ của ở bên ngoài nhiều. Có một số trường hợp đó thì do là Mậu Ngọ là hay 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 làm phước, hay giúp đỡ mọi người, nhưng mà gặp toàn người xấu mà ha. Đó là những cái người mà sinh vào những cái tháng tháng âm dương không thuận lẽ. Người mà có tuổi Mậu Ngọ là do có mệnh là thiên tượng hỏa, mà thiên tượng hỏa của Mậu Ngọ là dương, cho nên là người này được gọi là Mậu Ngọ là tuổi dương. Thì những năm những tháng 1, 3, 5, 7, 9 là tháng dương của năm Mậu Ngọ. Thì những người mà sinh trong tháng dương á, thì thường là âm dương thuận lý, họ sẽ được nhiều sự giúp đỡ ở ngoài hơn. Còn mà những người mà khi 2, 4, 6 rồi đó, những người đó là giúp đỡ người khác quay qua kiếm chuyện, là còn nói là mình không có gì nữa. Mà đặc biệt Mậu Ngọ là không có lòng tin ở gia đình ha, cho nên là có giúp đỡ, nhất là giúp đỡ trong gia đình thì họ quay qua họ cắn mình liền ha, cho nên là chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Cái đó là rút từ kinh nghiệm bản thân và những người bạn Mậu Ngọ của mình, gặp ai ai cũng nói như vậy hết. Thì như đã nói là những người mà sinh mà thuận lý, tức là 1, 3, 5, 7, là những người này thông thường là những này có cuộc sống ít gặp trắc trở hơn là những người kia. Họ cái cung bậc giữa cái sự mà giàu nghèo của họ, hoặc là lên xuống của họ không có nhiều. Còn những người mà 2, 4, 6 thì họ lên xuống dữ dội. Cái tụi Mậu Ngọ họ lên xuống, họ lên voi thì rất là lớn, nhưng mà xuống chó thì xuống tới dũng sình luôn, chứ đừng nói xuống chó ha. Xem tương quan ngũ hành bản mệnh với nạp âm của họ là như thế nào. Nam á, thì thuộc cung khôn hành thổ, mà bản mệnh hỏa, hỏa sinh thổ, tức là bản mệnh sinh nạp âm ngũ hành là một trong những điều tốt trong đường đời của hậu vận. Tuy là số người cơ cực nhưng hậu vận sẽ được hưởng phước báo. Thiên can chữ mậu thì thường có tiền vận cơ cực, nhiều sóng gió, sau 34 tuổi trở lên mới bắt đầu có được những gì mà mình tạo ra ha, và thường rất chậm hay gặp trắc trở, dù thuận là người thuận lại âm dương là gốc sinh ngọn ha, của trong cái nạp âm ngũ hành. Nữ thì thuộc cung tốt hành mộc, mộc sinh hỏa, nạp âm ngũ hành sinh bản mệnh, là một trong những điều tốt cho cái cuộc sống. Càng về trung vận, trung hậu vận, người này càng có nhiều thuận lợi ha. Cũng như nam thì tuổi Mậu Ngọ nữ là một trong những tuổi gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống tiền vận,
và nhất là trung chuyên trong chuyện tình cảm. Họ thường 80% những người mậu ngọ là phải đôi lần đò thì mới có được yên. À, đó là những cái nội tại của bên trong tuổi mậu ngọ. Mà tuổi mậu ngọ rất hay ha, cả nam lẫn nữ thì đều là bản mệnh sinh nạp âm ngũ hành, còn không thì nạp âm ngũ hành sinh bản mệnh, tức là nam nam nữ tuổi này đều tuổi mậu ngọ. Xét chung thì tới tới thời điểm này, tới thời điểm 40 tuổi thì mọi người cảm thấy là mình không may mắn rồi này kia, nhưng những cái điều mà đã thể hiện ở bên trên thì sẽ cho họ thấy rằng là họ sẽ có một cái hậu vận tốt, có một cái về càng về sau thì họ càng sung sướng, chứ họ không có phải gọi là cực trước khổ sau ha, chứ không phải là ráng chịu cực đi mai mốt chịu khổ ha. Rồi thì xét coi năm nay là mậu ngọ nam thì họ như thế nào và mậu ngọ nữ thì như sao. Thì mậu ngọ nam thì đầu năm tới giờ thì te tua tàn tạ lắm, do cái năm còn năm trong năm 53 và từ cái vận hạn từ 2 năm trước nó kéo về tới đây. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là đó là rút kinh nghiệm từ bản thân mình ha, mình cũng thấy như vậy và để xem thử cái nội tại như thế nào. Thì thật sự ra mà nói là nói mình là xem tử vi cho mọi người, nhưng mà đặc biệt là mình chẳng bao giờ xem tử vi cho bản thân mình. À, có nhiều người hỏi mình lắm nhưng mà mình chưa bao giờ họ xem tử vi cho mình như thế nào hết. Thì cái đó có thể là một mình là người thích cái sự bất ngờ hơn là đoán trước được sự việc. À thì mậu ngọ năm nay á, là có sao chủ thái bạch, à, chủ hao về tiền tài tiền bạc, tiểu nhân quấy phá và chủ về đau ốm bệnh tật xấu ha, rất là xấu. Xấu có tháng năm tức là tháng tuổi của mình đó. Hạn á, là thiên tinh, mắc phải dạ tai ngục hình, mạng hỏa gặp năm hỏa là bình hòa tốt, vận niên long ngộ vân tức là rồng gặp may tốt luôn, địa chi ngọ gặp năm dậu là tý ngọ mạo dậu, tứ hành xung gặp năm xung, xấu, sanh xuất xấu, thiên can mậu gặp đinh là sanh nhập tốt. À mình có nè, năm nay mình còn bị vướng nè tam tai, tam tai năm thứ hai của mậu ngọ thì rơi vào năm dậu cho nên là năm xung, cho nên là năm nay là năm nặng nhất nhất của mậu ngọ dần ngọ tức, thì năm nay là con ngọ nó bị nặng. Địa chi thì mình nói rồi, thiên can thì tốt này, mình gặp sao chủ thái bạch và hạn tam tai, tức là mình năm nay mình có ba cái xấu, và ba cái xấu đó là rất quan trọng. Cho nên là theo lần đoán thì từ đó, từ đầu năm tới giờ thì hỏi nói thật là khó có anh nào ở trong mậu ngọ, anh chị nè, anh nào trong mậu ngọ mà gọi là làm ra có tiền mà không khó khăn ha, thật sự luôn mà nói. Và khó nhất là tháng 5, tháng 2, tháng 6 vừa rồi, tháng 5 là tháng 1, tháng ngọ, tháng 5 là tháng ngọ, nhưng mà tháng ngọ lại là nạp âm thủy, tháng ngọ của năm nay là nạp âm thủy, cho nên là sẽ rất là khó khăn cho mình. Thủy rồi gặp 2 tháng 6 này cũng là tháng thủy, tháng mùi, tuy nó không xung không khắc nhưng mà 2 tháng 6 này là tháng cũng khó khăn. Nhưng mà đỡ một cái mình gặp 2 tháng 6 thì nó lại tương đối là dễ chịu, tháng 6 này tương đối dễ chịu hơn với mậu ngọ. Không phải là từ bản thân mình thì tháng 6 này cũng như tháng 6 kia thôi, trời mưa là mình chết đói à, bán kẹo kéo mà trời mưa đâu có bán được kẹo kéo đâu, cho nên là không có tiền ha. Nhưng mà đó là những cái chung của sao thủy vận. Thì vận mệnh nó tọa cung á, tọa cung có sao cố định, có thiếu dương bệnh phù tử địa vọng, à phải có cái sao địa vọng chứ không tử là thấy không vui rồi. Cung xung chiếu có cái sao cố định long đức thanh long mộc dục thiên la, à, có luôn địa vọng có thiên la nữa. Hai thằng này nếu mà kết hợp chung thì nó lại là coi như xấu cộng cộng dương, âm cộng âm ra dương ha, nó lại cũng đỡ. Có lưu hà, lưu hòa thì năm nay là các anh này mà đi đường nhớ là coi chừng gặp nước hay gặp tai nạn ở những cái hồ nước ha. Cung nhị hợp có các sao tuế phá tiểu hao quan đới thiên hư, cung khí hao có định là tuyên quang quốc ân tử phù tướng quân lâm quan kiếp sát lộc tồn phúc đức bác sĩ dưỡng thiên đức hồng loan đào hoa. À đào hoa nữa, trời sướng luôn. Mậu ngọ nam mà có đào hoa là mà mậu ngọ nam là từ xưa cái đào hoa nó đi từ hồi mới đẻ rồi,
chứ không phải là mới tới bây giờ. Mà năm nay có đào hoa nữa, là có chuyện vui về tình cảm rồi này kia ha. Đó là những cái mà chung theo như vậy đó. Thì tổng đốc năm nay Mậu Ngọ thì thường hỏa đang dính nạn tam tai, thì công việc năm nay có tuy có sự thay đổi, có sự phát triển nhưng cũng chỉ là ở mức bình thường chứ không tốt lên được. Được, đó là về công việc, phương diện công việc làm ăn. À, về phương diện mà phương diện tài chính do người có Mậu Ngọ năm nay là có tiểu nhân tự do vào hư dướng vào 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 gọi là gì? Tứ hành xung, năm năm xung của tuổi thì sẽ có việc về nói về 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 xấu ở sau lưng nào, rồi là tất cả các việc xấu khác là hay bị người ta đâm thọt. Và tình cảm vợ chồng thì nếu như những người này mà có tình cảm vợ chồng thì tình cảm vợ chồng nó bị phai lạc, không có được mặn nồng như là trước đây ha. Rồi phương diện tài chính thì năm nay là năm làm ra thì cầu mong chỉ đủ chi tiêu, thì năm sau phế bạc, mà mình đã nói là sáu bạc sao phế bạc quét sạch cửa nhà. Tuổi Mậu Ngọ là một trong những cái tuổi, mình nói thật là vậy, Mậu Ngọ là một trong những tuổi rất hay thích cờ bạc ha. Tuổi Mậu Ngọ là rất hay thích cờ bạc, cho nên là mình nói luôn không phải là riêng mình đâu, mình thấy rất rất là nhiều người chứ không phải là mình ấy. Và trong sao trong tử vi cũng có điều đó, nói rằng sau này nhưng mà đều con cái năm nay mà đụng vô thì có bao nhiêu hết bấy nhiêu, cho nên là thôi năm sau thái bạch thì nghỉ đi, gặp đại hạn thái bạch thôi mình nghỉ, đừng có chơi ha, mình chơi qua năm khác chơi. Chứ dạng chơi năm nay thì có nhà đi nhà, có xe đi xe, đừng có vợ bán luôn vợ nữa mệt ha. Cho nên là rắc rối chủ yếu năm nay là từ cái việc mà kiếp sát đỏ đen của vậy, mà là hôm nay là có thêm kiếp sát nữa thì càng chơi càng chết. Rồi đó là luận đoán chung của cái tuổi này về sắc vợ. Còn phần này là phần riêng của mình thì mình xem cái coi. Thì như đã nói là tháng 5 là tháng tuổi thì gặp tháng thủy, 2 tháng 6 này cũng tháng thủy, mà mình đã ấy rồi, mình năm hỏa gặp năm hỏa thì mình đã tốt, nhưng mà chơi vô 2 tháng thủy thì hỏa của mình cũng tiêu, dù là mình là thiên tượng hỏa thì nữa nhưng hỏa của người ta có cả 3 tháng hỏa thì làm sao mà thiên tượng hỏa không có bị ảnh hưởng được. Cho nên là 2 tháng vừa rồi thì không có gì mà thu hút đó. Tháng 7 là tháng thân nha. Tháng thân thì cũng không có phải tốt đẹp gì, nhưng nó không không còn cái việc hao tài nữa, nó đỡ hơn thôi. Nhưng mà tỵ hỏa sinh thổ thì cũng là sinh xuất, cho nên là cũng cũng bình bình. Nhưng mà tháng 8 tức là tháng kỷ dậu của năm dậu, tức tháng xung của năm xung, rồi gặp là sinh xuất của mệnh nữa, cho nên là tháng 8 là tháng cực kỳ hao tiền à. Và những người mà sinh tháng 8, những người mà sinh vào tháng 8 âm lịch này luôn thì cũng cẩn thận luôn. Từ tháng 8 này rất là tốn kém tiền bạc của mọi người, và thậm chí là tốn sức ha. Còn mấy anh mà Mậu Ngọ mà có máu đỏ đen á, tháng 8 này là tháng khai mạc của mấy cái giải vô địch quốc gia ha. Đụng vô đi rồi thấy là mình nói có sai không ha. Quýnh kèo trên nó đi kèo trên, quýnh kèo dưới nó đi kèo dưới, quýnh tỷ số nó ra nghịch ha. Cho nên là tốt nhất mấy anh tuổi Mậu Ngọ tháng 8 đừng đụng vô chuyện cờ bạc, tốn tiền rất 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 nhiều, thậm chí là tốn sức khỏe nữa. À, tháng 9 là tháng hợi, tháng kim à, tháng tháng 9 là tháng canh tuất, tháng kim, tháng 9 tháng 10 là tháng canh tuất, tháng kim tháng canh tuất thì tháng canh tuất với tháng tân hợi thì cũng không có gì, dù gì đi nữa là mình khắc bản mệnh của tháng, mạng mình khắc bản mệnh của tháng, mạng họa khắc bản mệnh của tháng thì không có gì. Tới tháng 11 tuy là tháng Tý nhưng mà là tháng tháng mộc, tức là hỏa sinh mộc, bình hỏa cộng đâm hỏa gặp mộc, mộc sinh hỏa. Cho nên là dù là tháng tháng xung của tuổi mình, nhưng mà tháng này bắt đầu là tháng có tiền của bắt đầu có tiền của những anh Mậu Ngọ nam ha. Tháng 10, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 là những tháng mà có tiền. Tháng 9, tháng tháng tháng
cũng ra tiền, tức là tháng 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 là tháng xuôi thôi, tháng chín nó vừa nhật lên thôi, nó là tháng tháng về tam hợp chiếu âm dần ngọ tốt à, cho nên là mình cũng nói là tháng chín nó cũng có tiền, nhưng mà là do là bản mệnh mình khắc, đúng không? Bản mệnh của mình là hỏa khắc kim, cho nên nó tiền nó cũng không nhiều, nó gọi là tạm đủ thôi, chứ còn mà nhiều thì nó là tiền không thể nào nhiều được à. Thôi tháng 9 thì nó đâu, nhưng mà tháng 11 trở đi, tháng 9 tháng 10, nói chung là qua được tháng 8 thì tháng 9 tháng 10 ha, đầu tháng 11 tháng 12 thì tốt hơn, nhưng mà tốt nhất vẫn là tháng 10 11, nửa cuối tháng 11 và nguyên một tháng 12 là tháng gom tiền lại của các anh ha. Các anh mà nếu như mà sao thái bạch mà từ đầu năm tới giờ mất sạch thì tới cuối 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 năm này sẽ gỡ lại một một số tiền hay là một cái gì đó đầu tư làm ăn. Còn mấy anh mà mê mê bóng đá thì thôi chịu rồi, mình không nói được, cờ bạc cờ bác mình không có thằng nào mà ăn được của nhà cái hết ha, cho nên là các anh cẩn thận giùm ha. Rồi đó là lần đón chung của các anh nam Mậu Ngọ năm nay. Để xem các chị nữ thì sao, thì thường mà thái bạch thì thường sẽ đi với thái âm, thì mình sẽ xem coi chị nữ thì sao ha. À, các bạn nữ của tuổi này thì năm nay là tuổi sao thái âm, mà là sao chủ giống như cái mặt trăng vậy đó, chỉ sự toại nguyện về danh lợi và ha, và thắng thắng tốt của tháng 9 à, thì tháng 9 là tháng canh tốt đó, tức là tháng tam hợp chiếu âm dần ngọ tốt, đúng là tháng 1 tháng 1 với tháng 9, tháng dần với tháng 9, nhưng mà tháng 1 thì mới đầu năm vô là ai đâu có tiền, cho nên là thường là tháng 9 là họ kêu là dần ngọ tức, là theo sách vở nó vậy rồi. Hạn thì tam kheo à, tức là đâu đề phòng tay chân bị trầy xước còn ha. Mạng vận niên là long hộ vân như cái kia, mạng hỏa gặp năm hỏa là bình hòa tốt, ngọ gặp dậu thì là tứ hành xung, năm xung tốt xấu, mậu gặp đinh là tốt à. Chiếu theo mà vận hạn của năm ấy, thì năm nay mà nếu như sách vở nói là vẫn là bại địa của mậu ngọ nữ à, cho nên là sẽ gặp những nhiều rất là nhiều khó khăn, và như cũng như các anh nam thì có những cái gọi là ba cái tháng thủy vừa rồi, tức là tháng 5 là tháng tuổi hành thủy nó kỵ với mình, tháng ngọ hành hành thổ là nó kỵ, cho nên là tạo cho rất là nhiều khó khăn. Tháng 6, hai tháng 6 tuy là tháng mùi nhưng mà tháng thủy, từ tháng 5 nó đã khó rồi, mình kéo cái khó đó qua bên tháng 6 luôn, nó kỵ về mạng nữa, cho nên là không có tốt lắm. Thì cũng như cái kia cũng có thiếu dương bệnh phù từ địa võng, cũng như các sao y chang các sao bên kia chiếu âm, nhưng mà các chị nên do là sao thái âm, mà sao thái âm mà có quốc ân tử phù thiên quan long quan thiên đức hồng loan cho nên là đào hoa. Thì nếu như mà các chị nữ tuổi này mình đã nói là nữ tuổi này là rất là trung chuyên chuyện tình cảm nhưng mà năm nay là sẽ là năm có được cái hồng loan, có được cái mối tơ duyên mà có thể là trọn đời đi với mình đến già. Đào hoa thì mình nói là nữ của tuổi này cũng như nam rất là đào hoa, và đào hoa chính vì đào hoa mới khổ về tình năm nay là có bác sĩ nè, là có bệnh hoạn thì cũng dở nè, có lộc tồn có phúc đức, tức là lộc tồn mà có làm là tiền, có quốc ân tức là năm nay chuyện chung năm nay là một cái năm làm ra tiền của Mậu Ngọ, nhưng mà tình cảm thì như đã nói có đào hoa thì sẽ có rắc rối, nhưng mà có hồng loan tức là có một mối tơ duyên mà có thể nghĩ đến chuyện lâu dài nếu như năm nay có tơ duyên đến thì các chị các bạn tuổi này cũng nên suy nghĩ ha. Theo như thì đó là luận đoán của thiên tượng hỏa đó, những cái khác cũng như giống như nam, công việc làm ăn năm nay thì có nhiều sự thay đổi, nhưng mà thay gì như thái bạch thì là sẽ không giữ được tiền, nhưng mà thái âm có lộc tồn có phúc đức ha, có thiên đức thì chắc chắn là thái âm năm nay các chị màu gạo năm nay sẽ làm ra tiền nhưng mà cũng như các anh thì các chị cũng kỵ vào tháng 8 tức là tháng thổ, không hỏa sinh thổ hỏa sinh thổ rồi cộng là tháng dậu của năm dậu, tức là tháng xuân năm xuân,
thì sẽ không bao giờ mà có chuyện mà tốt đẹp được. Thì tháng này sẽ là tháng, thay vì các chị năm nay là tháng làm ra tiền, thì tháng này có thể là hao tiền. Cái số tiền hao nó sẽ không có đáng là bao nhiêu, nhưng tháng này về sức khỏe của mậu ngọ nữ rất là quan trọng. Tháng 8 này mậu ngọ nữ rất là hay bệnh, hay xảy ra va quệt tay chân đồ này kia, như đó nó có thể té xe hoặc là bị làm đồ ăn bị đứt tay gì đó. Cái tháng này là tháng rất là tệ, nhưng mà giống như mình nói khi cực âm thì sinh dương, tức là tháng này tháng xấu nhất của năm thì quay qua là tháng sau là tháng tốt nhất của năm, tháng càng tốt. À, tháng này tam hợp thiếu âm cộng mệnh thì mình khắc nó, mệnh thì mình nó là mệnh kim, tháng kim mình hỏa, mình khắc kim cho nên là mình rất là tốt, cho nên không sợ gì. Tháng này á, là về mặt phương diện tiền bạc, về mặt phương diện công việc làm ăn, tháng này rất là tốt đối với lại tuổi mậu ngọ nữ. Đúng không? Thì mình đã có sao thái âm chiếu mệnh nữa, cộng với tháng này nữa, thì đây là tháng sao thái âm sáng nhất của mình, cho nên là tháng này là rất là tốt về tiền bạc, về mọi thứ ha. Rồi đến tháng 11 là tháng Nhâm Tý, tháng Mộc. À, tháng Nhâm Tý, tháng Mộc là tháng sinh xuất. À, quên lộn, sinh tương sinh là Mộc sinh Hỏa, nhưng mà tháng Nhâm Tý thì các chị tuổi này là sao thái âm, nhưng mà các chị là có vận niên là Tam Kheo, cho nên là sẽ cũng phải đề phòng về việc tay chân đồ này kia, đề phòng về cái tai nạn, về phòng về bệnh hoạn ha, nhất là phần tay chân đó. Năm nay á, là mấy chị là tay chân với lại bụng, bụng là dạ dày chứ không phải là phần dưới ha, cho nên là chủ yếu là cái về phần dạ dày. Tổng chung của năm nay thì phải nói rằng là một năm đầy biến động, nhưng mà biến động về việc tốt của người nữ mậu ngọ sao thái âm, họ có thể làm ra tiền, có được một mối lương duyên mới. Nếu như những người đã chia tay, có mối mới mà mối lương duyên này có thể là sẽ sánh ngang sánh với mình suốt đời, có mệnh đào hoa. Bên cạnh đó thì họ cũng có địa vọng và có thiên lang, thì hai cái sao này nó tuy là nó khi nó ở cùng cung thì nó sẽ sanh sanh dương, nhưng mà nó cũng phải cẩn thận cho nó. Có bệnh phù thì bệnh phù là trừ bệnh, cho nên là mình cũng không sợ. Có lưu hà, lưu hà thì nên cẩn thận việc xông nước, đi đừng có đi cái chỗ nào có xông nước hoặc là gì đó dễ có bị tai nạn xông nước ha. Rồi có tiểu hao thì tiểu hao mà nằm trong thái âm thì tiểu hao không là gì cả, cho nên là luận đoán năm nay là các chị là một năm tốt, ngược lại các anh thì là một năm không có gì là may mắn, tại vì vẫn còn dướng trong tam tai, vẫn còn dướng trong năm tứ hành xung ha. Cho nên là cái việc mà địa chi của mình tứ hành xung là chuyện bình thường. Mình gặp những cái trục trặc trục trặc ở trong làm việc thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà các anh thì do sao thái bạch cho nên là làm ra bao nhiêu hết bấy nhiêu, còn chủ về bệnh hoạn nữa, còn các chị thì sao thái âm thì đỡ hơn. Đó là luận đoán chung của mình, của anh ba về vận hạn 6 tháng cuối năm của tuổi mậu ngọ. Chúc các bạn tuổi mậu ngọ có được những cái thông tin cần thiết để mình biết được mình đầu tư lớn hay là mình làm ăn như thế nào. Mình đầu tư vô Manu hay đầu tư vô Chelsea gì đó thì mình biết cách mình đầu tư, mình nói các anh nam ha. Chứ còn các chị nữ thì một năm thành công, cho nên là có tiền bạc, có tình cảm mới thì rất là vui mừng. Mọi người nếu như thấy video clip của mình hay, có được thông tin bổ ích thì bấm theo dõi kênh của mình, kênh Ba Tử Vi của YouTube của mình, để đón chờ những clip mới về tuổi của mình hoặc là tuổi của anh em bạn bè con cái cha mẹ của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Bye bye và hẹn gặp lại.